À, xin chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Vũ Văn Khiển, mã số sinh viên 16142131. Sau đây em xin làm bài tập 4 và vẽ lại phần cứng và viết chương trình cho đèn giao thông đơn giản. Thời gian đèn đỏ 33 giây, đếm từ 32 về 0. Thời gian đèn vàng 5 giây, đếm từ 4 về 0. Vậy suy ra thời gian đèn xanh của chúng ta sẽ là 33 trừ 5 là còn 27 giây cho đèn xanh sáng. Đầu tiên em sẽ mô phỏng lại bằng protein mạch mà thầy đã gửi vào bài tập. Thì ở đây có 4 con led 7 đoạn, một con pic 1.87, đây là một con nướng nguồn thạch anh, xài thạch anh, dùng thạch anh 10 mê. Còn ở đây dùng thêm 4 con IC74LS595 có chức năng dịch vượt chốt. Ở đây là đèn xanh đỏ vàng của giao lộ 1, đèn xanh đỏ vàng của giao lộ 2. Rồi sau đây em xin đến phần viết code. Thì đầu tiên trong một bài nào thì đều có phần khai báo thư viện của tích 16F857. Em sử dụng thạch anh 10 men nên sẽ là full HS. Rồi khai báo các chân. Chân DS, SH, ST, OE lần lượt là từ chân D0 đến chân D3. Như đây bên Proteus. DS, SH, ST, OE, D0, D1, D2. Còn ở trên này các cái đèn của giao lộ là gồm có X1, D1 là xanh 1, đỏ 1, vàng 1 thì lần lượt là từ C0, C1, C2. C3, C4, C5, bọt C. Đây, bọt C đây. Đấy. Đến phần khai báo các giá trị của led 7 đoạn. Giải mã led 7 đoạn đấy. Led 7 đoạn này có 10 giá trị là từ 0 đến 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khai báo biến Y. In 8. Rồi, đầu tiên đến chương trình con. Voi xuất 1 byte, biến gắn cái biến x ở đây vào biến x, ở đây có thêm một biến y đó. Cái bit tạm ở đây là định nghĩa là tạm bằng x.7, có nghĩa là lấy cái giá trị thứ 7 của cái con x này. Ví dụ như ví dụ đây là x bằng đấy, x bằng 10000 10010, thì cái biến tạm này nó sẽ lấy cái giá trị này, tạm ra là bằng 1 đấy. Rồi tiếp theo, ví dụ như sau khi con x này nó dịch trái 1 thì có nghĩa là sẽ trở thành là 0001. Rồi 0100 đấy. Sau khi nó dịch này thì cái biến tạm này lại thành con số 0. Lúc này cái biến tạm này sẽ lại trở thành con số 0. For y bằng 1, y nhỏ hơn bằng 8, nghĩa là chạy 8 lần. Cái bit này nó dịch 8 lần. Đấy, biến tạm này nó dịch. Cái DS ở đây có nghĩa là cấp xung cho chân DS. Cấp xung cho DS để nó để cho nó có thể dịch được. Còn còn cái output low, output high là để tạo ra mức cao mức thấp, là những kiểu xung clock có mức cao mức thấp ra để cho cái con led có thể xuất ra được giá trị. Rồi đến chương trình xuất led 7 đoạn, voi xuất led 7 đoạn thì có hàng chục con, có 4 led thì có led trục của led trục 1, đơn vị 1, trục 2 và đơn vị 2. Rồi xuất trục 1, đơn vị 1, trục 2, đơn vị 2. Rồi output low thì ở trên đây là cái xung để cho mình dịch, còn ở đây là cái xung ST này, xung SH là cho mình dịch, còn xung ST này là để cho mình
xuất ra cái giá trị của led đấy, đấy để xuất ra. Còn chân OE output low, tại vì cái chân OE này là chân tích cực mức thấp nên là để low thì nó mới hoạt động được. Còn đây là chân master reset thì được là nối dương, tại vì nó tích cực mức thấp mà nối vào đất thì nó không chạy được, thì lúc nào nó cũng reset hết nên phải mức cầm mức cao. Tiếp theo về phần chương trình chính thì set trick hai bọt, bọt D bọt C, thì ở đây chúng mình dùng hai bọt D và bọt C. Thì bọt C output ra là vì do là output thì bọt C là bọt điều khiển, bọt xuất ra các giá trị xanh đỏ vàng, bọt xuất ra giá trị xanh đỏ vàng của ba con led xanh đỏ vàng của giao lộ 1 và giao lộ 2. Rồi trước tiên là trường hợp 1 đấy, là đèn xanh giao lộ 1 và đèn đỏ giao lộ 2, tức là lúc này output 2 xanh 1, output 2 đỏ 2, có nghĩa là đèn của giao lộ 1 đang sáng, đèn xanh của giao lộ 1 đang sáng và đèn đỏ của giao lộ 1 đang sáng. For J bằng 27 lớn hơn bằng 0, J trừ trừ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa lúc này 27 là cái giá trị mà đếm từ đèn xanh đấy. Có nghĩa là đèn xanh là 27 thì đang lùi. Thì ở đây lần lượt như này, lần lượt 4 giá trị. LED này là LED trục 1 này. LED này là LED đơn vị 1 này. Mã 7 đoạn là J cộng 5 này là đỏ. Không, cái xanh giao lộ 1, đỏ giao lộ 2. Đấy, ở đây là cộng 5 là do cái đèn đỏ của mình là tới 35 giây lận. Đèn xanh thì nó là ít hơn. Nên mình phải cộng với cái giá trị này để cho nó trong cái thời gian mà nó chờ đèn vàng ấy, là nó thêm 5 giây nữa nên mới có J cộng 5 ở đây. Đấy. Phần này là chia lấy 10 là chia lấy phần nguyên. Chia lấy phần nguyên. Ví dụ như 3 chia 10 được 0 thì lấy 0. Còn qua bên này ví dụ như là 3 chia 10 được 0 nhưng mà dư 3 thì lại lấy 3, thì có nghĩa nó xuất ra là 0,3. Đấy. Delay 1000 mili giây tương đương với 1 giây. Output low xanh 1, output 2 vàng 1. Thì ở đây có nghĩa là đèn xanh chuyển vàng đỏ. Có nghĩa là lúc này là đèn xanh nó tắt đi. Đèn xanh của giao lộ 1 tắt đi và đèn vàng nó chuyển thành đèn vàng. Giống như chúng ta đi giao thông ấy, thì khi mà hết đèn xanh nó sẽ chuyển sang 4 giây đèn vàng. Đấy, thì ở đây tiếp tục là dùng vòng for. Vòng for J bằng 4. Vòng for J bằng 4. Rồi J lớn bằng 0, J trừ trừ. Nãy chưa nói thêm cái phần di trừ trừ này là nó sẽ giảm dần. Khi nào mà nó chưa giảm đến 0 thì nó vẫn cứ giảm. Khi mà nó giảm đến giá trị 1, vừa hiện giá trị 1 ấy, thì nó thấy lớn hơn 0 ấy, thì nó bắt đầu nó chuyển sang cái vòng for mới là vòng for này. Đấy, là lúc này for di bằng 4 là đèn vàng đấy. Lúc mà đèn vàng, đây là cái for này, lúc là cái lúc đèn vàng, nếu mà di mà nó bằng 4 mà nó vẫn chưa bằng 0 thì nó vẫn giảm. Rồi xuất led cũng đều xuất cũng giống như ở trên. Mà khác ở đây một cái là do lúc này là hai giá trị của led là lúc này là theo đề bài là đều giảm, là từ 4 giảm về 0 nên sẽ không có cộng 5 ở đây. Đấy, nên sẽ không có cái phần cộng 5 ở trên này. Thì chỉ có J chia 10 và J chia phần trăm 10. Bên này cũng vậy. Trục 1 đơn vị 1, trục 2 đơn vị 2. Rồi, delay 1000 mili giây. Thì cái lúc sau khi đèn xanh mà chuyển vàng đến đỏ giao độ 2 ấy, thì tiếp theo sẽ là đèn vàng nó sẽ tắt đi. Đèn vàng giao độ 1 sẽ tắt và chuyển thành đỏ. Đây, vàng 1 tắt chuyển thành đỏ.
giống như chúng ta đi giao thông ấy, sau khi vàng nó sẽ đỏ. Còn giao lộ 2 thì sau khi cái đèn đỏ nó tắt ấy, thì đèn xanh nó sẽ sáng. Đấy. Rồi, tiếp tục vẫn là 2G27. G27 là gắn cho giá trị của đèn xanh. Đấy, tương đương giá trị đèn xanh giảm từ từ. Mỗi lần một đơn vị, khi nào chưa giảm lên không thì sẽ tiếp tục giảm tiếp. Ở đây có G cộng 5. Có G cộng 5 là tại vì lúc này là một tại vì trong trường hợp này là đèn nó không có đèn vàng. Nếu mà trong trường hợp đèn vàng thì chúng ta sẽ có cái phần bằng nhau này là đều chia cho 10 chứ không có phần G cộng 5. Còn đây G cộng 5 là tại vì đèn đỏ nó tới 33 giây còn đèn xanh nó 27 giây nên chúng ta phải cộng 5 để tí nữa cho hai hai giao lộ nó đếm chung một cái ấy trong khoảng thời gian đèn vàng. Rồi, cũng delay 1.000 giây. Rồi, tiếp theo là lại đến giai đoạn chuyển 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 vàng giao lộ 2. Thì giao lộ 2 thì sau khi đỏ thì sẽ vàng. Là giao lộ 1 thì giao lộ 2 sẽ chuyển vàng và đèn 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 xanh nó sẽ tắt. Đấy. Thì lúc này là for là chuyển vàng, for g bằng 4 lại for g bằng 4, cứ khi có vàng là for g bằng 4. Rồi xuất led ra. Đấy, như hồi nãy không có g cộng 5. Chia 10 lấy phần nguyên chia phần trăm lấy phần dư. Rồi delay 1.000 mili giây. Output low là lúc này đèn đèn đỏ 1 nó tắt và đèn 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 vàng 2 nó sẽ sáng và nó tiếp tục vòng vòng lại lên trên này là thành đèn xanh giao lộ 1 lên và đèn đỏ vì đây là white two đấy, nó là một 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 vòng lặp. Rồi vậy em sẽ đến kiểm tra code xem có bị lỗi gì không. Rồi. Rồi, code chính xác là không có lỗi gì hết. Qua phần mô phỏng. Đấy, nó giảm dần. Giao lộ 2 là đèn đỏ từ 32 giây. Còn giao lộ 1 là nó giảm từ 27 giây. Nó chạy hơi chậm. Đấy, nó giảm dần. Lúc này đèn giao lộ 1 đang là màu xanh, giao lộ 2 đang là đèn đỏ. Đấy, khi về 4, khi về 0 đó là hai giá trị hai bên nó đều là 4 và nó sẽ đếm lùi về 0. Sao ở đây nó lại đếm chậm thế này. Rồi. Đấy, lúc này chuyển sang giao lộ 2 sáng, đèn giao lộ 1 lại đỏ. Đó, nó tiếp tục cái vòng lặp như nãy thì bên này từ 32 giảm về 0, bên này giảm từ 27 về 0. Chạy hơi lâu đấy, khi mà nó về không rồi thì bên này nó sẽ là 04 và đây nó sẽ nhảy lại 04 rồi để đếm đèn vàng đấy, quá trình chuyển thành đèn vàng đấy thành 4. Rồi và lúc này đèn vàng ở giao lộ 2 đang sáng, chuẩn bị đèn xanh giao lộ 1 sẽ sáng và giao lộ 2 sẽ thành đèn đỏ. Đấy, giao lộ 2 thành đèn đỏ, giao lộ 1 thành đèn xanh. Vậy là em đã hoàn thành bài tập số 4. Cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã lắng nghe.